Không thể phủ nhận là chủ trương giữ đường thông hè thoáng của chính quyền thành phố Hà Nội là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng mà nếu thực hiện chủ trương này theo kiểu phong trào thì sẽ khó mang lại kết quả bền vững. Ngược lại, nó chỉ gây thêm phiền toái cho người dân và làm giảm tính nghiêm minh của pháp luật. Sau đây sẽ là những hình ảnh khác của vỉa hè Hà Nội sau 2 tháng hoạt động giải tỏa lấn chiếm được triển khai. Bậc gạch tạm bỡ này đã được làm để thay thế cho bậc tam cấp đã bị phá bỏ. Với khoảng cách chênh lệch khoảng gần 70cm, việc ra vào nhà của người phụ nữ này rất khó khăn. Hôm đấy làm cái bậc mà đặt gạch lên đấy, xong là bước lên, cố gắng thôi chứ làm thế nào. Nhiều hộ dân trên phố Xã Đàn hay ô Chợ Dừa ở Hà Nội cho rằng việc phá bậc tam cấp là một việc làm mang tính máy móc của chính quyền sở tại. Là mong muốn người dân là muốn cho xây thêm một bậc nữa. Ngoài đường thì cho xây thêm một bậc. Còn trên những con phố này, dù xe máy đã được dựng xếp hàng ngay ngắn, nhưng rất khó khăn, người đi bộ mới có thể len qua. Thế thì bây giờ mình phải có cái chỗ mà quy định cái chỗ mà cho gửi xe máy ấy, thì mình mới giải phóng được vỉa hè. Tại những con phố như thế này, người đi bộ và xe máy phải chia nhau một khoảng không gian chật hẹp trên vỉa hè. Sau 2 tháng Hà Nội lập lại trật tự vỉa hè, những hàng xe máy đã được đỗ ngăn nắp như thế này đã xuất hiện ở trên rất nhiều các tuyến phố. Tuy nhiên, với một số lượng gần 6 triệu xe máy, thì việc có hay không diện tích vỉa hè thông thoáng còn phụ thuộc vào việc có chỗ đỗ hay không cho những hàng xe máy như thế này.